Chào các bạn nhé, sạc cho máy cung cụ. Mọi người ạ, mình thử sửa xem có được không. Có cái anh đem cho mình lâu lắm rồi. Hôm nay thử sửa xem được không để gọi giả anh ấy. Nó sạc pin lithium ion này, 20V max nhá. Mọi người nhá, con này chạy điện bao nhiêu nhỉ? Chạy điện 120. Như vậy là đây là đồ lỗi địa rồi. Các bạn ạ, 100V AC, 120V AC chứ không phải là chạy 220 nhé mọi người. Ôi dồi ôi, chặt. Không tháo nổi các bạn ạ. Ôi dồi, thấy người đã có người tháo ra rồi này, lại nắp lại sao ấy. Xem nó lỗ mức độ như nào nhá. Ây da, con này có cả quạt nó mát cơ. Gã man không? Xịn nhé. Mọi người này, chắc là khi chạy tải nặng thì nó quạt nguồn 12V nhá. Nó thổi nó sẽ nó nằm như này. Như vậy là nó sẽ hút gió phía trên như này các bạn ạ. Xong rồi nó thổi vòng vòng vào cái chỗ phần tản nhiệt. Dã man ghê. Nhưng công suất của nó là bao nhiêu mà lại cần mức như thế nhỉ? À, DC output là 8A. Kinh không? 8A ở 20V là 2816 160W mà thằng nào nó chẳng chơi như thế các bạn ạ. Sản xuất ở Made in Thái Lan nhé. Đây này. Sản xuất tại Thái Lan. Cái này cho thị trường Úc hay thị trường Nhật nhỉ các bạn nhỉ? Nó lại ghi 1220 cơ. À, thị trường Mỹ các bạn ạ. Chắc là của Mỹ. Đây, của cái thương hiệu này nổi tiếng lắm, mình chả biết đọc đâu. Xem nào, cầu chì này vẫn còn nhá, điện trở này, nhưng mà hơi ảo một chút là cái vị trí này nó hiển thị như là quận L này là điện trở, nhưng mà đây là quận L chặn rồi mọi người nhá. Nhưng mà là IC dao động, kích móc phét nhá, nhưng mà phải có lệnh nó mới chạy cái đường quay nguồn đấy các bạn ạ. Bởi vì tại sao, chúng ta sẽ nhìn này, ở đây nó có một con biến áp bé nhá, là biến áp của nguồn cấp trước các bạn ạ. Đây là chạy con IC gì đây này. Nó mở lắm, nó bộ đổ sơn nữa, mình không nhìn rõ được. Các bạn chờ mình đọc. Cái nguồn cấp trước mình vừa mới rửa, mình soi qua thì nó là con LLK603 nhá. Thì con IC này là sẽ lái cái biến áp con này này để tạo ra một cái nguồn nuôi cho con pitch lập trình này nhá. Đây là con pitch đây này. Mà su đấy, có phần mềm này của nó đấy các bạn ạ, chứ không phải là IC thông thường đâu. Không nhìn được bởi vì nó có sơn bóng các bạn ạ. Táo này nó có cái mã pitch gì đấy nhá. Thì nó nuôi con đấy là một này, để nó quản lý hệ thống sạc như thế nào. Và nó tạo một cái nguồn VCC chờ nhá. VCC chờ cho con IC dao động này. Con IC dao động này là con IC là UC3845 nhá, rất thông dụng luôn. Thì chúng ta sẽ thấy nó có ba cái con ba con PC807 thì mình sẽ nói cho mọi người các chức năng của ba con này này. Một con là FB hồi tiếp ổn định điện áp cho nguồn cấp trước. Một con là FB ổn định điện áp cho nguồn cấp sau. Nguồn cấp sau đó chính là con IC dao động 3845 này này. Kích con MOSFET. Con MOSFET nào nhỉ? Đây con MOSFET này. Nhá. Còn đây bây giờ đây con diode chỉnh new. Chỉnh new forward hay sao ấy, nó lại tích trữ năng lượng quận L nó mới to này các bạn ạ. Forward ấy. Forward ấy, mình đã từng chia sẻ rồi ấy. Còn một con nữa thì nó là cái gì? Thì còn một con nữa thì chúng ta sẽ hiểu lâu nay này này. Khi thằng Kiên mà cài quả pin vào đây cái thì con pitch này nó nhận diện được nha. Nó bảo là à, Kiên đang muốn sạc rồi thì nó sẽ đưa lệnh ra điều khiển dòng chảy 1-2 của con một con PC nữa. Tương đương nó sẽ chập cái dòng, chập cái chân 43. Thì chân 43 này nó tác động vào cực B của một con chan to, sẽ mở cái nguồn chờ mà con IC LLK306 này tạo ra này, cấp thẳng vào chân VC cho con IC này. Thì con IC này sẽ có nguồn và nó sẽ hoạt động. Thì bắt đầu có nguồn cấp sau chạy các bạn nhé. Có nguồn cấp sau chạy và thông qua hệ thống sạc rồi những cái con khích tại thuật toán các thứ ấy, nó sẽ đưa dòng sạc phù hợp
Và tất nhiên nó phải có đã chạy thì nó phải có FB chứ không nó nổ đùm. Nó nổ đùm các bạn ạ. Đó, chúng ta hiểu ba con rồi nhá. Còn mình không thấy nó nổ cái gì cả, mình chỉ thấy là người ta đã thay con tụ là 150mi 450V nha. Thì nó có nhiều cái vấn đề lắm mọi người ạ. Đôi khi là do quận L, à tất cái biến áp này là quận cái số vòng dây nó khác này. Rồi là lội điện trở mồi các thứ vân vân ấy các bạn ạ. Nhưng con này mình cứ cắm 100V thôi, 120 thôi để mình test thử xem thế nào nhá. Chờ mình lấy nguồn. Mình đã có cái nguồn 100V này. Và mình đang thắc mắc là đang nhìn này. Thì cái con biến áp nguồn cấp trước này này thì nó có cái chân này dùng thôi, hai chân này không dùng. Xung dương được chỉnh lưu qua con này. Sau đó nó vòng. Nó được lọc bởi một con tụ nào đó đây chỗ này à. Con tụ to trong này hay sao ấy các bạn ạ? Để đây mình đo thử xem có đúng không. Mình còn chưa nhìn thấy tụ lọc nó ở chỗ nào để còn đo các bạn ạ. Đó, xem thấy con tụ nào nhá. Như vậy là cái tụ này. Con tụ xanh bên trong này nhá, mình sẽ đo tụ xanh trong trong này, xem mát nó là toàn mạch nó ở đâu. Mát toàn mạch thì nó chính là cái âm to bự này, cái âm to bự này chắc là mát toàn mạch này. Đúng luôn, mình sẽ âm đây nhá. Và chúng ta thấy cái nguồn cấp sau này. Hệ thống chỉnh lưu thứ nó lằng nhằng như này này, chỉnh lưu forward nhưng mà nó chỉ được lọc bởi hai con tụ bé tí thôi. 50V 22mm thôi. Nó thành 44mm bọ thôi. Điện trở tải giả dã man. Mọi người ạ. Điện trở tải giả chứ không phải là tụ lọc nhá. Nào bắt đầu nhá. Ghim qua bóng đèn trước đã. Con này thì mình nghĩ là cắm 220 nó còn nhiều cả nhiều một vài vấn đề nữa chứ không để nào mà chạy được 220 ngay đâu các bạn nhá. Mình cũng chả có thời gian để mình có độ chế thử thiết, phải có thử đồng, phải có pin thử ở đây, mình cứ sử pin cho người ta thôi. Về cắm bộ đồ nguồn thôi. Kiếm đi hoa. À, mình ghim điện này qua bóng đèn này nhá, chúng ta sẽ nhìn cái bóng này nhá, xem nó có sao không nhá. Đấy. Ôi, có đèn báo mà. Con này mất luôn. Các bạn ạ, có đèn báo cả báo cái mất luôn. Thì âm ở đây nhá. Có 11V rồi. Như vậy là nguồn cấp sau đã chạy. À, nguồn cấp trước đã chạy. Như vậy nó phải hạ ra 5V nuôi ấy nhỉ. Nó mình vừa ghim cái nó có đèn đỏ cái nó lại thôi luôn. Đấy, chờ mình nghiên cứu chút nữa. Sau đó là thử cô lập lạnh giả để xem nguồn cấp sau nó chạy không. Mình vừa dừng video mình nhìn ấy, thì con pick này không thể chạy nguồn 12V được. Do đó là nó lọc trên con tụ này. Và đây chính là con 7805 nhá. 7805 nhá. Và con nó sẽ hạ từ 12V ra 5V để nuôi con pick đấy và được lọc trên con tụ này này. Và có thể nó lọc trên cả con tụ này nữa. Nên mình sẽ đo thử cho chúng ta tham khảo. Nhưng mà mình đang soi mình nhìn ấy, thì con này khả năng là khi sạc bị chập. Sạc đã kẹp sạc vào chắc là ví dụ như pin sai pin chẳng hạn. Nó sạc 20V mà kẹp cho pin 12V chẳng hạn. Dòng sạc qua cao quá hay sao ạ. Chúng ta thấy nó lổ đây này. Nó lổ vết như vết cổ chì nhá. Nó đã lổ đây rồi này. Thì mất một cực ra thì không thể sạc được này. Nhưng nó sẽ phóng vào trong này. Nó phóng vào trong này chúng ta sẽ thấy. Con này chắc chắn là chỉnh lưu forward rồi. Tức là chỉnh lưu xong bắt đầu lại tích trữ năng lượng dưới dạng từ trường trên quận L này lại đẩy tiếp. Bạn nào xem những video series sửa nguồn xung của mình thì các bạn sẽ hiểu nên mình không cần nói nữa. Thì ở đây nó có hai con. Nó có con diode kép nhá. Hai con diode kép này 20-15-0. Tức là 20A-150V đấy. Đó, thì là nó từ anode nó đẩy vào giữa, anode chỉnh lưu và cathode ở giữa nhá. Mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn này. Nó chập cả con đấy rồi sao ấy các bạn ạ? Nên con này khả năng này có cái này sửa dễ, lại phần phần bên sơ cấp của phần nguồn cấp sau không chết. Đây này, từ A sang A này. Từ K sang A này. Cũng đều chập nhá. Nên bây giờ mình sẽ tháo con này ra xem có đúng không nó do bị phát nổ đây này, nó đưa sốc ngược vào hay là kẹp ngược pin không, kẹp pin loại khác vào không? Đôi khi là cứ đúng chân này, cứ kẹp vào hay không đúng loại hay là chân ngược âm ngược dương ngược hay là nó lổ nó hỏng đấy, cái thể loại như thế đấy các bạn ạ. Mình đang đoán như thế. Nên mình cứ sửa cho người ta xem phản hồi thế nào chứ bản thân mình cũng chả có cái đồ mình thử. Nên các bạn nào mà đang mua có cái đồ này hỏng mà muốn gửi mình sửa thì mình xin lỗi nhá, mình không nhận đâu nhá. Đây là cái đồ có cái anh ấy gửi mình lâu rồi. Nên mình đang cố gắng thử sửa được không để xem giá anh ấy mà. Chứ mình bây giờ nhiều việc quá mình không thể nhận được những cái đồ mà mình sửa xong mình chả test được các bạn ạ.
Cái gì đấy? Cái từ. Cái từ nhá. Ra rồi. Đấy. Nó bảo ông thắm cái này không sửa được. Hả? Thắm cái này không sửa đâu. Thế phải mang tất à? Phải mang cái bo điều khiển nữa bảo ông đi. Đấy đấy. Thế để cứ để đây nhá. Ừ. Có một anh công nhân ở một công ty mình hay sửa máy cho gửi sửa bo bếp từ. Các bạn ạ, chắc bếp đôi như này phải có cái mặt điều khiển nữa thì mới sửa được. Chỉnh new forward. Cái này tháo luôn luôn cả cái này ra đỡ phải ấy. Nó có keo giữ nữa. Thôi nhá, nó có chết đâu nhá. Mình đang chỉnh máy quay. Đấy, chết rồi các bạn nhá. Chết một con. Chết con này. Còn con kia không chết. Bởi vì khi đó mình đang đoán là họ kẹp cái pin khác loại dẫn đến âm dương ngược nhau. Do đó mà nó chỉ đoàn mạch, dòng chảy nó chỉ đoàn mạch qua một chân con thôi. Nếu chết cả hai chết thì vẫn phải thay cả một cô đôi đây các bạn nhé. Đây này, mình sẽ đo qua cho chúng ta tham khảo cái mức nguồn của nó một chút này. Nó vẫn có đèn đỏ rồi nó mất thôi, chắc là nó thiết kế như thế các bạn ạ. Thì đây là âm nhá. Thì đây là cái nguồn mà mình bảo là 12V này, FB12V nó vào chân in 7805 này này. Nó ra 5V này. Ô. Ở đây là chân in vào, còn đây là ra chân out ra 5V đây, mọi người nhá. Nó đến con tụ này nữa không nhỉ? Mình không biết là chân nào là chân âm, chân nào là chân dương, như vậy là con tụ này không có điện áp đâu. Con tụ đây là lọc nguồn của phần cái khác các bạn ạ, có phải nguồn cấp sau nó mới được lọc chẳng được đấy các bạn nhé. Tóm lại là mình sẽ thay con kia, sau đó mình sẽ xem con nào là con PC tạo lệnh giả, mình sẽ tạo lệnh giả cho nguồn cấp sau nó chạy để cho chúng ta tham khảo một chút nhá. Không tìm ra là con diode nào như này nên phải chơi như này thôi các bạn ạ. Mình tra data set của nó ấy, thì con này này tin bảng của nó đấy. MBR20150CT đó là con diode 10A 20A 150V nhá. Và tất nhiên là mỗi một con là 10A, từ đây sang đây 10A, từ đây sang đây 10A nhá. Và nó đã chết mất một con 10A rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn có một con trên chỗ này, mình sẽ lắp bánh thay cho nó này. MBRF10200CT. Như vậy là con này ấy, là mỗi một bên là 5A, thì hai con dính lại thì nó là con 10A 200V. Chúng ta mình đính chính cho mọi người ấy, đây là hai con diode nó hoạt động ở chế độ chỉnh new forward và nó chạy hoạt động độc lập nhau nhé. Và cái con này khi bị họ bị sốc điện, sốc pin ấy, thì là cái con này là không hề có dòng chảy qua gì nên nó sẽ vẫn an toàn, ok không sao cả. Nhưng cái con đã bị cháy là đã có dòng chảy qua quá lớn và nó đã nổ và hỏng các bạn nhé. Nó hỏng 1/2 nên mình vẫn tận dụng nó được 1/2. Còn cái 1/2 hỏng ấy thì là đã mình sẽ lấy trên cái bo TV LG này nha. Ok. Độ chế một chút thôi. Hôm qua thay xong này, test nó chả chạy nên hôm nay mình lại tiếp tục mình cài tiếp nhá các bạn nhá. Thì thay con này cho con chết nhá. Anode chạy ca tốt, mình có lại mình câu chuẩn ok, tản nhiệt ngon lành nhá. Và mình có soi qua, hôm qua mình có soi qua khả năng con này có khi này cắm được 2.2 thật đấy các bạn ạ. Dù là trên thân nó ghi là 120V nhưng mà những con tụ này chịu 310, con tụ này thì đã thở đã thay rồi này. Và kể cả con móc phét này mình có tra thử ấy, 60R290P nhá. 13650V nhá. Như vậy là khả năng con này như là cắm được 220 đấy các bạn ạ, bởi vì chúng ta sẽ hiểu con này nó chả có điện trở môi gì đâu. Mà khi ghim điện ấy là cái con LLK603 này nó tự tạo ra nguồn nuôi và nó hoạt động luôn nhá mọi người nhá. Mọi người ạ. Thì đây mình sẽ nói cho mọi người về cái dòng kín mạch của nó một chút, sau đó là mình sẽ tiếp tục mình cày nó xem có được không, bởi vì mình tạo lệnh giả nhưng nó không chạy các bạn ạ.
tạo lệnh giả có nguồn cho con 3845 này rồi nhưng mà nó không chạy. Các bạn chờ mình để lấy nét thật chuẩn hết cỡ mất rồi, để yên như này đi. Đó, như này nhá, mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo một chút này. Thì con này nó chỉnh lưu theo kiểu forward là đúng nhá. Là năng lượng tích trữ rồi trên quận L này, rồi lại đẩy tiếp này thì chúng ta sẽ nhìn này. Đây là cái quận của bên thứ cấp để tạo ra năng lượng để sạc đấy. Thì đây là chân này là chân mát toàn mạch, nó là âm tụ này nhá. Nhá. Thì cái xung dương đây này nó sẽ ở lửa chu kỳ, mà đây là xung dương ấy, xung dương này được chỉnh lưu từ anốt sang cathode của con không chết nhá. Mình định chính là của con không chết còn nguyên. Từ anốt sang cathode này. Ở đây nó có vài những con điện trở này, là nó như tụ điện này, điện trở nối tiếp với tụ điện này là nối chân anốt cathode của diode để dập những cái xung đỉnh cao để bảo vệ diode nhá mọi người nhá. Trong cái mạch xả mạch nào nó cũng khó đấy các bạn ạ, sạc nào ấy. Thì nó chỉnh lưu này, xung dương này được chỉnh lưu từ anốt sang cathode này. Đẩy qua quận L này, như vậy là dòng chảy qua quận L này sẽ vừa là dòng chảy qua cũng tích trữ năng lượng, tức là tạo từ trường trên lõi ferrit của quận L này. Quận L này cái số vòng dây nó lớn và nó to đấy mà. Nó tóm lại nó chảy qua từ dương này đi sang âm của L nhá. Đẩy ra đi, đẩy ra pin và đi qua cái cầu chì mình đã nối nhá. Đi qua pin từ điểm này sang điểm này là về đi từ dương pin về âm pin này. Các bạn này, có diode ngược này. Có diode đúng rồi, có một con diode chống nắp ngược cái này, thế mà nó vẫn cắm nổ được. Nhưng cảm giác con này là bị sạc dòng năng lớn quá, nó lổ thế nào ấy các bạn ạ. Chứ không phải cắm ngược đâu, cắm ngược nó sẽ lổ con này thì nổ mỗi đấy thôi, chứ không để chết con này được. Con diode ngược nhá, tức là từ A sang K này, thì bên này là dương mà, thì con diode này thì chỉ là bảo vệ khi bị ngược thôi chứ vẫn còn nguyên nhá. Hoặc là DZ thì mình không rõ. Đi qua R sun nhá, để đi về âm của nó. Thì cái điện áp rơi trên R sun này này, cái chiều âm nó đưa về cho một cổng khuếch đại thuật toán, thì nó sẽ nhận biết được dòng đang sạc là như nào để nó thay đổi FB để làm sao cho hợp lý nha mọi người nhé. Bắt buộc nó phải có R sun hai con, ba con song song nhau này. Điện trở trị số nhỏ thôi. Thì kín mạch như thế, đến nửa chu kỳ tiếp theo thì đây mà là dương, đây là âm ấy, thì cái biến áp này không tạo ra từ trường, không tạo ra dòng điện để tiếp tục để sạc nữa. Mà chúng ta sẽ hiểu vừa nãy cái dòng chảy vừa nãy nó mình phân tích nó kín mạch ấy. Với dương bên này này, âm bên này này, khi nửa chu kỳ mà không còn dòng đấy nữa thì cái quận L này đã tích trữ một cái từ trường ấy, thì nó sẽ sinh ra cái điện áp ngược. Thì vừa nãy nó dòng chảy là từ dương bên này sang âm bên này, thì bây giờ nó sẽ sinh ra điện áp ngược với dương bên này nhá. Và âm bên này thì bây giờ cái dòng nó sẽ phóng từ, chúng ta hiểu rằng cái quận L này bây giờ đấy, là nó tạo ra một cái điện áp không khác gì là vừa nãy là cái quận này nó tạo ra đây, cái xung dương đây cả. Thì chúng ta sẽ hiểu đây là cái xung dương, nó sẽ đi về âm ở đây nhá. Xung dương này tiếp tục đẩy ra lui tải đây, chính là sạc ắc quy đi về đây, đi qua con này này, đi về này và được chỉnh lưu từ anode sang cathode của con diode chết, và mình vừa mới thay bằng hai con kia song song nhau đấy các bạn nhá. Từ anode sang cathode này để đi về âm của nó kín mạch, như vậy là forward chuẩn 100% nhá. Tiếp theo này nói cho mọi người về cái mạch nguồn xung chạy 3845 một chút, bởi vì mình sẽ tác động vào cái nguồn đấy để xem nó có chạy không à. Thì mạch chỉnh lưu với âm ở đây và dương đây trên tụ này nhá. Nó zin bản của nó ở đây mình đính chính cho mọi người là mình không hề nói dối đâu nhá. Trên này nó ghi rõ cho mình chúng ta ấy, là nó chỉ chạy được điện áp AC input là 120V AC thôi. Nhưng mà tí nữa thử đâm đầu cắm thử 220 phát xem nó được không nhá. Mình cũng không dám chắc là nó ngon lành đâu nhá. Bởi vì vấn đề là khi mà nó hoạt động ở 120 này thì là cái tụ lọc nó sẽ nhỏ hơn này. Tụ lọc 300V ấy thì là nó chịu dung lượng nhỏ hơn, nhưng mà đã thợ GTF nhỏ hơn, thợ trước đã thay rồi. Nhưng nó có vấn đề liên quan đến cầu chì cũng phải tăng dòng cao lên này. Phần bảo vệ quá dòng như là điện trở tại chân R sun R chân S của con cục xuất ấy cũng phải tăng lên này. Cũng phải tăng lên đúng rồi. Cũng phải giảm đi chứ các bạn, để dòng chịu cao hơn. Tóm lại hơi lằng nhằng, nhưng mà đôi khi để chuyển sang 220 thì có khả năng là mà mạch nó vẫn đáp ứng được. Bởi vì cái mạch này mình đang nghi ngờ là nó cũng sản xuất cho thị trường chạy 220 chứ không phải thị trường 120. Thị trường 120 này là thị trường cho thị trường Mỹ, mình đoán thế chứ không phải là của Nhật nhá. Nhật Mỹ nó chạy 120 mà. Thì có thể là nó cũng sẽ có những cái thiết bị y như này là cho thị trường chạy 220 thì là nó đã thiết kế như vậy các bạn ạ.
Bởi vì mình có để ý là những cái máy độ những cái máy phay vận năng này, máy khoan cần của nội địa Nhật ấy, chạy 3 pha 200 ấy, về Việt Nam mà toàn chơi thợ toàn đổi lên 380 ấy, thì là tất cả những con dưa leo nhiệt ở đằng sau của bảo vệ bị chập tải của cái động cơ ấy đều vô ích hết, bởi vì nó ở 100 ở 3 pha 200 ấy thì nó sẽ ngắt dòng cao như thế thì nó ngắt ok, nhưng mà về 380 thì nó dòng nó nhỏ hơn nhiều, thế là có cháy motor. Nên là họ sẽ đổi sang đấu thành sao tam giác, cháy motor rồi mà nó cũng chả nhảy được cái dưa leo nhiệt đấy. Nên đửa sang chạy bình thường nếu không có sự cố các bạn nhé. Còn có sự cố thì không có chế độ bảo vệ zin bản như chạy ở 120 nữa. Thì chúng ta sẽ thấy đây chính là cái quận, đây chính là cái quận làm việc chính này. Cái này là chân âm bỏ đi nhá, bởi vì đây này nó đi qua cái dây di đi vào đây thôi. Và cái quận này thì chúng ta sẽ thấy với những cái mạch nguồn mà chạy 3845 ấy thì nó sẽ phải có một cái nguồn, một cái quận VGC để tạo về nguồn nuôi cho nó, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng con 3845 này được nguồn nuôi từ chính con IC mạch nguồn cấp trước rồi. Thì đây này, mình sẽ cho mọi người tham khảo cái nguồn nào. Ở xung dương đây được chỉnh đi qua đốt này, được lọc trên con tụ này nhá. Cái nguồn này nó sẽ đi tới chân E của con tràn này, E, B, C. Mình đính chính đây là con tràn thuận nhá. Nó sẽ đổ từ E này đi sang C này và vòng 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 và sẽ tới chân 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình đã đo thử rồi nhá. Chân 7 là chính là chân VCC của con IC này nhá. Mọi người ạ, chân chả biết là hình như chân 6 là chân sung ra sao ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân 6 không rõ là có phải là chân sung ra không. Mình chả nhớ nữa, mình làm nhiều nhưng mình chả còn nhớ đâu. Đây này, để mình xem thử nhá. Từ đây đi sang đây, có khi đúng thế thật, đúng thế thật đấy. Nó sẽ đẩy qua diode về điện trở vân vân, kéo hồi về vân vân ấy. Thì cái mạch này nhá, vì nó sẽ là chăn thuận do đó mà nó sẽ có điện áp tại chân C này, phân áp điện áp dương vào cực B chính là con điện trở này này, để con này khóa lại. Và cái điện áp đấy nó sẽ đưa tới chân 4 của con PC này. Và con này sẽ khi mà có lệnh bên này nó sẽ dập giữa 4 sang 3 thì chúng ta sẽ hiểu là cái chân B của con này đã bị dập mát. Tức là cái điện áp dương từ cái chân C ấy, là 12V ấy, nó đi qua điện trở nó bị dập mát thì bắt đầu con này sẽ mở đổ cái nguồn 12V ở đây. Tí nữa mình sẽ kích thích cho chúng ta nhìn, chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ hiểu hơn về mạch nhá. Tóm lại là mình đo được ấy. Mình đánh dấu đây này, mình có hàn chập, hôm qua mình có hàn chập này, thấy bóng bóng đây này, nhưng chỗ này thì chưa này. Thì con này có nguồn rồi nhưng mà nó không chạy nhá. Nên do đó mà khả năng phát lỗ đấy là dẫn tới là mà chết nhá. Không rõ là chết cái gì nữa. Thì đây là nói cho mọi người về kín mạch của cái phần nguồn sau cấp sau này, để nguồn chính cho sạc cho pin ấy. 300V này đi từ đây sang đây chính là quận làm việc chính, bao gồm có điện diode này, tụ điện này, điện trở dập xung ngược nhá, ba linh kiện đấy nhá. Chân này thì chỉ là chân giữ thôi, vứt nhá. Từ đây từ 300V đi sang bên này này. Đấy, diode dập xung ngược này. Đi qua một cái lõi ferrit quần L ấy, nhỏ ấy. Tới chân D này và GDS khi có xung tận chân G do con này tạo ra này, sẽ mở từ D sang S này. Đi qua ba con điện trở bảo vệ quá dòng nhá, ba con liền để về âm của nó, kín mạch nhá. Đó, mạch nó như thế đấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ test cho chúng ta tham khảo ấy. Là nó đích chạy. Đầu tiên thì mình chưa đấu chập để cho mọi người là đang thấy có nguồn chờ đã. Sau đó mình sẽ đấu chập chúng ta, và tất nhiên là mình đang chưa dám cắm 220 đâu nhá, mình đang cắm 100 110 thôi. Đây là những cái video cho chúng ta am hiểu về mạch điện, bạn nào thích xem thì đôi khi là sẽ giúp ích được các bạn. Với cái kiến thức của mình thì mình hiểu như thế, và đôi khi là có nhiều cái chỗ sai, nhưng mà hy vọng là nó sẽ giúp chúng ta hiểu những cái bo mạch này hơn để chúng ta làm chủ nó nhá mọi người nhá. Còn đâu sửa thì cứ là đâm đầu sửa thì nhanh lắm mọi người ạ. Như đây là đang đâm đầu vào hiểu mạch, mình đính chính cho mọi người đây là những video này đang đâm đầu vào để hiểu mạch là chính, và tất nhiên là mình sẽ phải khắc phục nó. Kể cả mình không khắc phục được, mình cũng up video cho chúng ta tham khảo về mạch của nó các bạn nhé. Và chúng ta sẽ biết là kết luận là tại sao mình không sửa được. Mình đang rũa cái này để đo cho nó dễ, bởi vì đầu nó không nhọn nữa. Đó là mình ghim điện nhé, cũng qua bóng đèn thôi. Thì nó sáng cái rồi nó thôi. Đó, nó sáng cái đèn đỏ cái rồi nó thôi. Thiết kế nó như vậy đấy. Và đo bên này thì chắc chắn là vẫn có nguồn nhá. Vẫn có nguồn 12V này. Đấy.
nguồn 12 ở đây chứ đấy là 5V đi qua 785 rồi, 12V để nuôi chính là cái quạt đấy nhá. Còn bên thứ cấp này, à bên sơ cấp này, mình lấy mát tại âm tụ nhá. Đây là nguồn 147V, là mình đang cắm 110 mà, 100 mà. Thì chúng ta sẽ hiểu ấy, mình vừa nói cho mọi người đây là chân e này. Đã có 12V, 12V chính là được cái xung dương để chỉnh lưu đồng lọc trên con tụ này này. Còn diode ở đây nhá mọi người nhá, chân diode này. Đấy. Nó tới chân e rồi. Nhưng mà không mở được, bởi vì là nó phải mở được sang chân C này, nhưng chân C không mở được bởi vì chân E của nó đang bị phân một cái điện áp cao vào các bạn nhé. Phân một cái điện áp cao vào, sau đó này còn này, có cái dây tràn để kiểu như nó dạng ổn định nữa cơ. Thì cái điện áp cao đấy nó tới chân 4 này. Đó mọi người nhé. Bởi vì mình có đo thử là cái cực B con này nó phi thẳng lên chân 4 này. Và bây giờ mà bên thứ cấp ấy, mà tạo dòng chảy 1-2 này thì nó sẽ chập 4-3 lại. Nhưng mình nghĩ là buộc chập 43 mà nó phải hoạt động, nhưng tại sao nó lại không hoạt động? Chả nhẽ nó lại khống chế FB kiểu gì à? Làm sao khống chế được FB để cho nó không chạy được các bạn? Kiểu gì cũng phải có nguồn ra một chút cơ. Nên bây giờ mình đang hàn chập nó nhá. Đó, mình đã hàn chập nó nhá. Khi mình hàn chập như thế thì các bạn mà hiểu được cái vấn đề con chan to thuận ấy, thì cực B của nó được dập mát thì tạo dòng EB, tạo dòng IB, IB tức là E từ E sang B ấy. Còn nó chăn ngược thì là tạo dòng CE, à quên, CB là từ C, à tạo dòng BE là từ B sang E, nó ngược lại, nó lằng nhằng lắm. Hơi đau đầu một chút, đây là mình ghim điện nhá. Buồn cười lắm nhé, cổ này nó có một cái choạng to này. Nên mình cắm phải đúng cái choạng to của cái ổ điện của mình thì mới vừa cơ, còn cắm ngược không được. Thiết kế ghê gớm thật, đấy cũng có đèn đỏ rồi thôi nhá. Và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này, bước mát ở đây nhá. Thì bây giờ là cái chân này đã, chân E con này đã có nguồn rồi. Đó, đã có nguồn 12V rồi nhá. Bởi vì tại sao? Bởi vì là nó cực B nó đã dập mát, không còn điện áp nữa mà. Cực C nó thì vẫn có điện áp này. Đó, nó đã đổ sang bên này rồi. Thì như vậy là con IC này đã có nguồn nuôi, thì tại sao mà nó lại không chạy? Nguồn ra trên tụ này. Đấy, nó có chả có gì cả luôn. Nó chạy nó phải quan dòng cao hơn, thì bây giờ nó quan 0.4W kìa. Nó không hề chạy nhá mọi người nhá. Nên bây giờ mình sẽ phải bắt đầu mình phá ban tiếp để tại sao nó không chạy nhá mọi người nhá. Lý do tại sao mà nó không chạy? Chẳng nhẽ nó lại còn khống chế FB kiểu gì này, không được cho nó chạy được là vô lý các bạn ạ. Có nguồn này nó phải chạy. Đó là mức điện áp như nào thôi mọi người nhá. Và cái mạch sạc này thì nó rất là khủng khiếp. Đó là chắc là các cell pin đưa về đây này, hay là cái gì đó rất nhiều chân đưa về con lập trình này để quản lý các thứ liên quan đến sạc chuẩn hay không này các bạn ạ. Nói chung là nhằng lắm, để nghiên cứu nó không được, nhưng mình đang sửa nó để cho nó chạy được, để mình có thu nhập các bạn nhé. Mình đang tháo con móc phét ra mình đo này, chân G không hề có dao động gì cả các bạn ạ. Và đặc biệt ấy là cái chân 7 này nó đẩy nguồn ra nó tới hai con driver đẩy kéo này, một con ngược này, một con thuận này nhá. Một con thuận, một con ngược, tức là đến cực B của hai con đấy nó như là driver biết từ ấy. Sau đó là tại chân E của hai con đấy nó đẩy qua con 121, tức là 120 ohm này, nó mới đi ra chân G. Và nhưng mình cũng chưa nhìn thấy con 10k khóa tĩnh đâu, nó phải con 10k khóa tĩnh mà chưa nhìn thấy. Nó không nắp các bạn ạ. Nó không có 10k khóa tĩnh. Cháu này nó có 3 con chan to này, con chan này con chan mở nguồn. Và nó chỉ mở nguồn tới chân 7 thôi. Nhá mọi người nhá. Còn ở chế độ chờ ấy, thì là cái điện áp từ đây này nó cũng đang tới chân C của con này ở chờ rồi, tức là nó lấy sẵn ở chờ thôi, chứ không phải là mở sang chân 7 mới tới chân C của con này các bạn nhé. Hai con đẩy driver đẩy kéo đấy các bạn ạ. Mày đang vẫn đang cắm điện đấy, và chúng ta sẽ nhìn này, điện áp sẽ tới chân D của MOSFET rồi nhá, 140V đấy. Chờ xung sẽ mở về S này. Mình đo tất cả mọi thứ điện trở không gì đâu, mình đang nghi là con IC lỗi. Thì chúng ta thấy đấy này, đây đáp driver đã tới chân C con này rồi này. Đó, 12 nhá. Nguồn đã tới chân VC rồi này. Đó, và chân 8 là sẽ có một cái nguồn VRF 5V ok này. Thì tại sao nó không chạy? Chả nhẽ là nó còn khống chế cả bên kia. Vô lý nhỉ mọi người nhỉ. Hay nó chỉ chết mỗi thế kia thôi. Như này thì mình nghĩ là nó phải có xung dao động chứ các bạn. Đây nó không có cái xung gì cả. Tần số cái thứ đều không có nhá mọi người nhá. Thôi chờ để mình mò tiếp.
Mình chưa thay con này mà mình đang tìm điều kiện cho nó chạy đã. Thì chúng ta thấy nó đã có nguồn VC tại chân 5, à chân 7. Chân 8 nó có VRF là 5V để hạ ra cái nguồn 5V đấy thật chuẩn để cho các khối dao động, các khối khuếch đại thuật toán, so sánh thuật toán bên trong IC là ok. Nhưng nó không hề có xung ra, bởi vì lý do ấy, thì bây giờ ấy, là một ấy, đó là cái chân FB của nó đang luôn bị dập mát. Thì nó sẽ tóm lại là kiểu như là con PC87 là dòng chảy 43 luôn mở ấy. Dẫn tới là chân FB nó dập mát thì con IC này nó sẽ lén xung, coi như nó chết luôn, nó không chạy. Hoặc là cái chân 3 của nó, chân set bảo vệ quá dòng, đưa điện áp về cao quá nó cũng ngắt. Thì đấy là các điều kiện. Với con 3845 hay dòng 38XX này thì mình quá hiểu nó, mình sửa nó nhiều mà. Thì mình có dò nhá, ba con PC này. Chả có con nào liên quan đến FB của con lần trước cả. Con nguồn cấp trước cả. Nguồn cấp trước ấy nó FB nó lợi dụng lấy trên chính là cái nguồn tạo ra 12V đây này. Nó FB thông qua cái cầu phân áp về nó luôn. Như vậy là cái phần FB của cái nguồn cấp trước này không cần so quang. Như vậy là ba con so quang thì ba con so quang tác dụng gì? Là ba con này thì có một con là mở nguồn mình đã biết. Con tiếp theo là con FB nhá. Và con nữa ấy, thì là con nó liên quan đến bảo vệ một cổng khuếch đại thuật toán con này này. Nó tạo ra 1-2, nó tác động vào chân CS là bảo vệ quá dòng con IC này để nó ngắt khi bị quá dòng hoặc khi có sự cố gì. Thì đây là mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo nhá. Với dòng 3845 này thì chân 1-2 nó là hai cổng logic liên quan đến so sánh, liên quan đến phần thay đổi độ dụng xung ấy. Thì đa số hiện nay là chân 2 nó sẽ dập mát thì FB nó sẽ đưa về chân 1 thì đúng luôn. Con này là chân 2 nó mát luôn nhá. Thì chân 1 này là FB này, chúng ta thấy này nó chạy thẳng như này luôn. Đó, nó vòng qua con điện trở này nó tới chân số 4 này và dòng chảy từ 4 sang 3 nhá. Alo. Khách xem kênh gọi để gửi dàn soli đến sửa đấy, mình toàn từ chối đây, nhưng mình có khả năng làm nổi đâu, đau hết cả đầu ấy. Với cái công việc đồ mọi người gửi xong đầu lâu mình không sửa thế là người ta gọi điện, người ta trách móc thế này thế kia, đau đầu lắm mọi người ạ. Thả thôi, cứ ăn cơm rau thôi, chả làm gì cũng được cho đỡ đau đầu các bạn nhá. Cái này mình đính chính từ như mình cực lâu rồi ấy. Hôm nay mình mới ngồi mình làm nhá mọi người nhá, và chúng ta thấy làm rất là lâu. Chẳng qua lâu ở đây ấy, là mình đang cố gắng cho mọi người hiểu mạch. Và những cái video này là mình nói rồi, là những video mình chia sẻ cho mọi người cái kiến thức về khả năng hiểu mạch của mình, để cho mọi người hiểu được cái thiết bị thiết bị này thì sẽ giúp ích được các bạn nhé. Thì đang nói nó đi vào chân số 4 này, thì chân số 4 dập mát thì nó sẽ không thể nào mà có dao động được nhá. Đấy nên tại sao mà sửa nguồn xung mà chết IC mình hay bảo là kiểm tra 43 là như vậy. Rồi là kiểm tra tụ, đôi khi nhiều trường hợp con tụ dập xung trên cái đường đấy nó cũng chập, nó cũng bị nha mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn mình đang hút hở cái chân ra để cho nó không dập nữa. Bởi vì như này này, ở chế độ chờ này mà mình có thử tác động, mình có lắp móc phét vào rồi này, nhưng mà có không có gì cả. Mình thử lắp móc phét vào rồi mình thử tác động cái nguồn, nó là 20V, mình tác động nguồn 16V đây và đây thì nó cũng chả mở. Bởi vì nó phải có cái chân cảm biến này nữa thì nó mới mở. Tóm lại ở chế độ chờ như thế này là ông pick này này, ông ấy đưa lệnh ra là luôn dập cái chân FB về mát nhá. Tức là tạo cái dòng chảy 1-2 để 4-3 luôn có, dẫn tới là cái chân 1 này bị dập mát, dẫn tới là mình có cấp nguồn cho nó rồi thì nó cũng đếch thèm chạy đâu mọi người nhá. Thiết kế kích khủng. Thì tiếp theo có một con này nữa này. Con này nữa thì chúng ta sẽ nhìn nhá. Cái chân 3 của nó cũng là dập mát. Ba con PC này chân 3 của nó đều lối mát hết nhá, lối mát bên này này. Thì chân nó sẽ to dòng chảy từ 4 sang 3 mà. Thì cái con này, thì cái chân 4 của nó đây này, nó vòng nó đi tới cái con điện trở 472 này nhá các bạn ạ. Nó đi tới con điện trở là 152 các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái con 152 đấy nó tác động như nào. Giả sử dòng chảy lớn quá, điện áp rơi trên này lớn quá, thì điện áp rơi lớn ở đây này, nó sẽ đi qua cái dây di này, dây di hay điện trở nhỉ, điện trở 1,5k nhá, có tận 1,5k cơ. Đúng thế, đúng 1,5k, bởi vì là cái này nó phải cao thế để cái điện áp đưa về đây thấp, bởi vì dòng chảy nó lớn mà mọi người nhá. Nó chạy thiết kế chạy ở 120 đấy các bạn ạ, nên cái điện áp rơi trên này nó lớn mà.
nó đi qua con 1K5 này, đi qua con không ôm, nó vào chân số 3 là chân CS bảo vệ qua dòng. Thì chúng ta sẽ hiểu là cái đường này nó cũng vòng như này, nó đi qua con 152 là con 1.5K, nó đi tới chân 4 này. Và giả sử có sự cố có à thì như vậy là không phải là dập. Nếu mà nó dập từ 4 về 3 thì là cái điện áp đưa về đây sẽ bị kéo qua con 152, tức là cái điện áp về nhỏ nhất. Thì có khả năng là nó liên quan đến phần tăng cái dòng sạc lên ở cái ngưỡng chịu cao hơn. Tóm lại liên quan đến phần bảo vệ nhá, cái con này đấy này. Thì bây giờ mình đã hút hở đây ra rồi thì kiểu gì nó sẽ có dao động cho mà xem nhá. Và do mình đã lắp móc phét rồi, đã bôi tản nhiệt rồi nên mình nắp ngược con ốc này phía đường này đấy, nhưng nó siết như này cho nó dễ. Do đó mình đã kênh cái chân S nó lên nhá. À chân D nó lên nhá. Với móc phét thì chúng ta không tháo ra, chúng ta có thể không nên hở chân S, chúng ta hở chân D được, hở chân S là lỗ mạch đấy các bạn nhá, nó lỗ nhá. Nên mình kênh nó lên được kệ thôi, thì nó tạo một cái xung kích GS rồi, nhưng mà DS mở rồi đấy, nhưng mà nó đích có điện áp vào đây thì ok, không nổ, không biết gì nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn này, nếu có dao động thật thế mới dã man. Nên tóm lại là cái con này đầu tiên bệnh của nó chắc chỉ là do bị lỗ như kia thôi, còn mình không thể can thiệp vào để cho nó mở nguồn cấp sau được, cái nguồn cấp sau vẫn ok đấy. Đấy, mình ghim điện nhá. Mình ghim điện này. Thì mình sẽ ở chế độ chờ này thì bên thứ cấp này này, nó đã có nguồn 5V rồi nhá. Để con pick cho nó hoạt động, con MSU nó đã chạy rồi đấy. Đó. Và nó đã tạo một cái dòng chảy 1 2 rất nhiều. Từ 1 sang 2 rất nhiều. Đây này, mình sẽ đo cho mọi người này. Đấy nhá, từ 1 sang 2 nhá. Chúng ta đã thấy từ 1 sang 2 đang có 1,14 V rồi. Tức là nó đã có dòng chảy rất lớn rồi, dẫn tới là 43 dập dính nhau đấy. 43 dính nhau thì cái chân số 1 đang chập mát. Đang dập mát thì nó, cái con ba tổng nào nó hiểu rồi. À, điện áp đang ra chỉ 20V thôi, nhưng điện áp đang ra tận 100V đấy, mày đừng có hoạt động nữa. Thế là nó sẽ dừng hoạt động, nó không dao động nhá, mọi người nhá. Nhưng bây giờ mình đang để hở nó ra để cho nó dao động rồi đấy. Rồi là ở chế độ chờ này thì nó sẽ không có dòng chảy 1,2 của con mở nguồn này đâu. Thì chúng ta sẽ nhìn này, con mở nguồn này. Đấy, chúng ta thấy đấy, không phải mấy, có phải có dòng, có điện áp gì, dòng gì như này. Nhưng cái con này thì có này. Các bạn nhá, đó. Mọi người thấy không? Thì nó sẽ dập cái chân này dẫn tới con IC này ngừng dao động. Thì bây giờ nó đã có dao động rồi nhá. Đây này, đo bằng cái đồng hồ kim rung rung cho chúng ta thấy được này. Chân D nhá, đây, à chân G nhá. Ô nó cao đấy nhỉ? Ô sao nó kiểu gì đây? Nó có sung cơ mà. Ô. Mình nhớ là vừa nãy mình đo nó có độ rung rung cơ mà các bạn. Rút ra đi xem nào, cho nó xả điện xem nào. Nó có điện áp ra rồi đấy các bạn ạ. Chắc là tần số lớn quá hay sao hay thế nào đấy. Mình đo lại nhá. Rõ ràng vừa nãy mình đo thấy nó có sự rung cơ mà. Nhưng lần này nó lại, hay là do con tụ này nó tích điện rồi nên nó thành như thế nhỉ các bạn nhỉ. Có khi thế thật đấy. Mọi người ạ. Đây phải đo nhanh nhá, đo nhanh khi nó chưa tích nhá. Mình đang nói con tụ chính là chân G và chân S của con móc phét, đó chính là một con tụ ấy. Đây mình ghim điện này. Nó ra luôn à. Thôi để hút hở nó ra đi nhá. Để hút hở cái chân này nó ra. Cái này nó xuất cho thị trường Mỹ nên nó hầm hố, nó xịn hơn các bạn ạ. Đây là như cái dây dẫn sung ra mà nó là cái dây dẫn rồi là xoẹt xuyển xỏ là lõi khuyên ferrit đấy, chứ không phải diốt đâu nhá mọi người nhá. Để đo lại thử xem nào, hay là đồng hồ này đang bị có vấn đề này chả đo được nữa. Vừa nãy mình đo thì thấy nó có rung cơ mà. Nó có điện áp ra luôn, chứ là tần số nó lớn quá hay sao các bạn ạ. Tóm lại là chả đo được. Có điện áp ra rồi đấy nhá, như thế là có xung ra rồi đấy, để tí mình đo tần số. Đây đo tần số thôi. Để xem tần số nó hoạt động ngưỡng như nào nhá. Đang chế độ tần số nhá. Đấy 125 kHz kinh chưa? Tần số hoạt động cao kinh không các bạn?
như này thì dẫn tới cái đồng hồ này thì đúng là không thể đo được cái tần số cao này như này được. Nhưng vừa nãy rõ ràng mình thấy nó rung 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 cơ mà. Nếu bây giờ là dập cái này cái là nó tịt thì nó cũng không dao động ngay các bạn ạ. Nhưng chả làm sao để dập nó như thế được. Đây mới đúng nhỉ. Tần 125 kHz sao nó lớn đấy nhỉ các bạn nhỉ. Mình lắp nó vào nhá thì nó sẽ hết dao động cho mà xem. Hết nha, cái 49 kia không phải đâu. 61Hz thì không phải đâu các bạn ạ, nó đang xa ấy thôi. Và đây chúng ta sẽ đo cái đồng hồ này, nó không còn dao động nữa này. Đấy các bạn thấy không, nó đã nén không còn tí xung nữa cả. Kinh nhỉ, nó dao động với tần số lớn dã man nhỉ các bạn nhỉ. Tận 100 bao nhiêu, chắc chỉ mấy chục nhưng mà cao kinh khủng như thế. Hay là chỉ là nguồn mồi như thế hay là do để hở thế tới là chả có ghi map gì nên cái tần số hoạt động nó lớn nhất. Nhưng mà cái tần số hoạt động là thông qua con RTCT tại chân số 4 mà mọi người. Này hút hở nó ra nhá. Tóm lại là con này thì mình không thử được nữa. Chắc chả chỉ chết như kia thôi. Và qua video này chúng ta sẽ tham khảo thêm, hiểu biết thêm về cái màn này nhá. Mình ghim lại này. Vẫn còn dính à? Đúng rồi, vẫn còn dính. Vẫn còn dính nhưng nó chưa dao động được. Đấy, 110 mấy kHz luôn. Quá cao luôn các bạn ạ, 120 kHz luôn. Tóm lại nó đã có xung dao động rồi đấy nhá mọi người nhá. Thôi lắp hoàn thiện thôi, không làm ăn gì nữa các bạn ạ. Mình đã hàn lại hết những cái mình tạo lệnh giả các thứ ấy. Như vậy là qua video này chúng ta đã hiểu thêm về cái cấu tạo cũng như là cái cách thiết kế của cái loại sạc thương hiệu của Mỹ này hay thương hiệu gì này các bạn nhé. Mình không test được bởi vì mình không có pin. Nhưng mà mình khẳng định đấy, với cái lỗi như này chắc chắn là sẽ là ok ngon lành rồi các bạn ạ. Mình chế cái này chắc chắn là ok các bạn nhé. Và cái vấn đề chạy được cắm khi đổi mỗi con tụ này thôi mà chạy được 220 hay không ấy, thì mình cũng không test thử. Bởi vì có test thử thì mình cũng chả thử được có tải. Do đó mà mình sẽ ghim cái này ở cái mục bình luận. Kết quả vấn đề là có chạy được ở 220 khi mà chỉ cần đổi con tụ này lên không. Ở mục bình luận cho chúng ta tham khảo nhá. Để khi mình gọi được cho khách, mình gọi hai lần rồi nhưng khách chả gọi chả nghe. Để mình gọi cho khách xem là khách đã có phải là họ mua về và đang cắm 220 trực tiếp không. Tức là để cho chúng ta trải nghiệm là đôi khi chúng ta sẽ biết được như vậy nhá. Mình nhìn ấy thì có khả năng là con này có khả năng là sẽ cắm được 220 đấy. Bởi vì những con tụ các thứ này nó chịu được hết rồi, kể cả móc phét các thứ nữa. Chỉ hy vọng là cái biến áp này thì là họ quấn dây phù hợp với ở ngưỡng chạy 220 thôi các bạn nhé. Tóm lại là mình sẽ để một bình luận cho mọi người tham khảo về cái kết quả này khi mà mình hỏi gọi điện được cho khách, mình hỏi cho khách, hỏi được khách các bạn nhé. Còn video thì kết thúc. Video này thì mang tính chia sẻ về cái kiến thức hiểu biết về cái bo mạch này nhiều hơn. Và đính chính cho mọi người ấy, là cái hiểu biết này là cái hiểu biết mình nhìn bằng kiến thức điện tử của mình nói cho mọi người thôi. Nên có chỗ đúng chỗ sai, mình nói luôn là có chỗ đúng chỗ sai chứ chả phải chỗ nào chuẩn 100% đâu mọi người nhé. Như đầu tiên ấy, lúc đầu tiên thì mình nhìn là thử ba con này thì có một con FB cho nguồn cấp trước, một con FB nguồn cấp sau và một con lệnh VC mà ở nguồn cấp sau. Nhưng sau khi làm đến tầm này thì mình lại nhìn mới quay về kỹ là cái nguồn cấp trước nó đếch cần PC817FB gì luôn nha các bạn nhá. Thôi chào mọi người, mình sẽ lắp lại nó hoàn thiện sau. Và quên mất đấy, để nói thêm cái này nữa này là nhiều bạn mà thắc mắc là mình hút thở cái này thấy có dao động rồi sao nắp sò để đo nguồn ra thì nắp và sò vào lỗ ngay lập tức các bạn nhá. Bởi vì là nó không khống chế được FB. Mình đính chính cho mọi người ấy, là mình chỉ kiểm tra là IC này sống và có dao động là mình nghĩ là nó sẽ hoạt động được bình thường. Chứ các bạn thấy hút cái này ra là không tác động FB nữa là có dao động rồi sao nắp sò mà cắm điện để thử xem nguồn ra như nào thì nó có FB đâu. Nó FB nó đang ở cái ngưỡng là mà làm lỗ IC lỗ mạch ngay lập tức nên mình không làm như thế nhá mọi người nhá. Và cái nữa là ở chế độ chờ là con pick này đưa lệnh ra là không cấp nguồn cho VCC cho nó là một là tức là không tạo dòng chảy cho con mở nguồn này này.
và đồng thời cũng là tạo dòng chảy rất lớn ở phần FB để khống chế cái chân FB này dập mát để cho con IC này lén xung nhỏ nhất, không hầu như là không hoạt động các bạn nhé. Và khi mà kết nối được với pin ấy, thì nó sẽ chuyển trạng thái khác và FB của nó sẽ không bị dập như thế nữa, và FB của nó liên quan đến cái sự ổn định dòng thông qua cái điện áp rơi trên này này. Và lúc đấy là pin sẽ đầy ngưỡng nào sẽ lâng dầu, lâng điện áp lên, nâng điện áp lên dần. Và khi đầy thì nó sẽ chuyển trạng thái đèn khác và nó sẽ nghỉ, nó không sáng nữa. Đấy nhá. Và thiết kế nó như vậy.